thì tính đến thời điểm hiện tại có rất nhiều khái niệm khác nhau về người cao tuổi. Trước đây, mọi người thường sử dụng thuật ngữ người già để chỉ những người có tuổi. Còn hiện nay thì thuật ngữ người cao tuổi đã và đang ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn. Hai thuật ngữ đâu trên tuy không khác nhau về mặt khoa học, song xét về mặt tâm lý, người cao tuổi lại là thuật ngữ mang tính tích cực và thể hiện thái độ tôn trọng hơn so với thuật ngữ người già. Dưới góc độ pháp lý thì căn cứ quy định tại điều 2 luật người cao tuổi năm 2009 thì người cao tuổi sẽ là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Căn cứ quy định tại Nghị định số 20 năm 2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được trợ cấp xã hội hàng tháng. Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được trợ cấp xã hội cụ thể theo từng nhóm điều kiện như sau. Thứ nhất, Người cao tuổi từ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, không có người thân phụng dưỡng, hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì được trợ cấp với mức là 540.000 đồng một tháng. Thứ hai, người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên, thuộc hộ nghèo, không có người thân phụng dưỡng, hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì được trợ cấp 720.000 đồng một tháng. Thứ ba, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc các trường hợp nêu trên sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn thì được trợ cấp với mức là 360.000 đồng một tháng. Thứ tư, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không thuộc các trường hợp nêu trên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì được trợ cấp với mức là 360.000 đồng một tháng. Thứ năm, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và viện phụng dưỡng không có điều kiện sống tại cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng thì được trợ cấp với mức là 1 triệu 080 ngàn đồng một tháng. Như vậy, có thể thấy người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp xã hội với mức là 360.000 đồng một tháng. hiện nay chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi còn ở mức thấp. Vì vậy, cơ quan chức năng đang đề xuất nâng dần mức chuẩn trợ cấp xã hội cho người cao tuổi. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Trong đó, hơn 5,4 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, hơn 15 triệu người cao tuổi có thể bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Đến nay có 14 tỉnh, thành phố chủ động nâng bước chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn bước quy định cho khoảng 700.000 đối tượng với kinh phí hơn 3.500 tỷ đồng. 32 tỉnh, thành phố mở rộng đối tượng là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn, được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương gặp khó khăn trong bố trí nguồn kinh phí khám chữa bệnh định kỳ tại cơ sở cho người cao tuổi, chưa quan tâm bố trí khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng cho nhóm này, vân vân. Đáng chú ý, chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi cũng còn hạn chế ở mức thấp. Với mức chuẩn trợ cấp xã hội cho người cao tuổi hiện nay khoảng 360.000 đồng một tháng, chỉ bằng khoảng 17% thu nhập bình quân 24% mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025. Mới chỉ hỗ trợ được một phần nhu cầu thiết yếu của người dân tỷ lệ người cao tuổi thuộc hộ nghèo là 3,6%, cận nghèo là 11,6%, cao hơn bình quân chung cả nước. Nghị định số 20 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Thứ nhất là người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và viện phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa vụ và viện phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Thứ hai là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đang sống tại địa bàn các xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Thứ ba là người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Thứ tư là người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và viện phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng. Vì vậy, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội trong đó có nhóm người cao tuổi. Phương án đầu tiên là nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng một tháng lên 500.000 đồng một tháng, tương đương 33% mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025. Phương án thứ hai là nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 360.000 đồng một tháng lên 750.000 đồng một tháng, tương đương 50% mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025. Việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội sẽ phần nào cải thiện được cuộc sống cho người cao tuổi. Được biết, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội sẽ tổ chức nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện luật người cao tuổi trình ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 20 năm 2021 của chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Theo hướng nâng bước chuẩn trợ giúp xã hội, mở rộng đối tượng trợ giúp xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng với đó, sẽ trình ban hành chiến lược quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện mục tiêu 100% người cao tuổi được cấp thể bảo hiểm y tế, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác người cao tuổi, vân vân. Thì tại dự thảo luật bảo hiểm sòi so sửa đổi mới nhất, thì chính phủ đề xuất những người đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ 3 điều kiện, đó là đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, theo quy định của chính phủ. Bên cạnh đó, công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đang cư trú tại các xã, thôn, đặc biệt khó khăn, đồng thời đảm bảo quy định không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội ủy ban thường vụ quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với điều kiện phát triển của kinh tế xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước từng thời kỳ theo đề nghị của chính phủ mức trợ cấp hưu trí hàng tháng do chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ trường hợp các đối tượng quy định đang có mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cao hơn so với mức trợ cấp hưu trí xã hội thì thực hiện theo quy định của chính phủ tùy thuộc điều kiện kinh tế xã hội khả năng cân đối của ngân sách kết hợp huy động các nguồn lực xã hội tại địa phương ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cung cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội những người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định khi qua đời thì tổ chức cá nhân lo mai táng được hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi như vậy, đối với người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm sau hàng tháng, thì việc hạ độ tuổi, hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ giúp người cao tuổi có các khoản trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ về kinh tế để cải thiện cuộc sống và được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi để khám chữa bệnh. Ước tính hiện nay, nước ta có khoảng 1,5 triệu người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm sau hàng tháng, đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Khi giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn 75 tuổi, sẽ có thêm khoảng 800.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí và bảo hiểm y tế. Việc bổ sung quy định về trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng là thể chế hóa nội dung của nghị quyết số 28 của Trung ương. Chính sách này thể hiện tính nhân văn, trách nhiệm của nhà nước trong bảo đảm an sinh cho người cao tuổi không có lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Tuy nhiên, trợ cấp hưu trí xã hội không gắn với nghĩa vụ đóng và được điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có thể ảnh hưởng tới chính sách phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, mục tiêu hạn chế rút bảo hiểm sớm một lần. Vì thế cần phải đánh giá kỹ tác động và khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước, nhất là trong điều kiện nước ta đang chuyển sang giai đoạn dân số già hóa thì số người thuộc diện bảo đảm của chính sách này sẽ ngày càng gia tăng.